Chiều ngày 26 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thúy, 35 tuổi, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị NTH, 39 tuổi, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã có đơn trình báo về việc bị Võ Thị Phương Thúy lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung tiền mua bất động sản và lừa đảo thông qua việc huy động nguồn tiền cho khách vay để đảo khế ngân hàng, vay trả tiền mua bất động sản để cùng chia lợi nhuận. Sau điều tra, công an xác định, khoảng đầu tháng 9 năm 2021, do Thúy biết gia đình chị H có thửa đất diện tích 800m² tại xã Xuân Hội đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp. Thúy đã chủ động gặp gỡ gia đình chị H và giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên chạy bì đỏ cho các hộ dân trên địa bàn. Thúy đưa ra mức giá 220 triệu đồng là chi phí để làm bì đỏ. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển cho Thúy số tiền 180 triệu đồng. Biết chị H đã tin tưởng mình, Thúy đưa ra thông tin gian dối rằng Thúy đang tự bỏ tiền ra để chạy bì đỏ cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bì đỏ, Thúy sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H cùng chi tiền. Thúy bỏ công chạy bì đỏ, khi có đất các hộ chưa cho thì bán chia đôi. Tin tưởng lời của Thúy, chị H đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để làm chi phí chạy bì đỏ. Tuy nhiên, sau khi chị H chuyển tiền, Thúy không làm bất cứ hồ sơ thủ tục nào để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chiếm đoạt sử dụng để chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Tiếp đó, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Thúy đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 600m² của ông DBD, 75 tuổi, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đến hẹn hợp đồng, Thúy không đủ tiền để thanh toán, nên hai bên thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc. Ông D đã trả lại cho Thúy số tiền đã thanh toán, tuy nhiên, Thúy vẫn đưa tin đang cùng với một người khác chung tiền mua thửa đất của ông D, đã đặt cọc 1 tỷ đồng, nhưng người mua chung không mua nữa, nên Thúy không đủ tiền trả. Thúy sẽ tách thửa đất thành 4 thửa, rủ chị H mua một thửa có diện tích 140m² với giá 650 triệu đồng. Tin tưởng Thúy nên chị H đồng ý và chuyển cho Thúy số tiền 240 triệu đồng để chung tiền mua thửa đất của ông D. Số tiền này Thúy không dùng để mua đất như đã hứa với chị H, mà sử dụng cá cược đỏ đen và trả nợ. Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thúy tiếp tục rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m² của chị NTV ở huyện Nghi Xuân với giá 700 triệu đồng và chị H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H đã đặt cọc cho chị V 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị H. Nhưng thực tế, Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H. Bên cạnh đó, Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau, và chị H đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và chiếm đoạt của chị H hơn 4,1 tỷ đồng. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ, nên cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.